we sail a little bit high. Chúng mình xin mời toàn thể quý khách mình thay đổi món ăn tinh thần cùng cười nghiêng cười ngửa với gian hài hai lúa hai nhái đi xem mắt nàng dâu. Xin mời quý khách cùng thưởng thức. Ơi cái gì đâu mà tôi thấy cái nhà gì đâu nó bộ dễ sợ vậy đó, cái nhà gì đâu mà đi hoài không ai nhà chân á, để mình giá đẹp vậy nhà em dọn nhà cửa hả bà bộ nghe, cái nhà gì đâu mà bộ dễ sợ vậy đó. Bữa nay người vô lấy tivi, ngày mai cái người kia vô lấy tủ lạnh, bộ hai lấy tôi cái gì vậy trời, tôi nhớ tôi không đẹp cái bộ chắc mày nói vậy Thảo. Ông chủ, ông chủ về đó ông chủ, mày nói gì ông chủ biết thương tao là cá độ đó ba tao trốn nợ rất là nhiều, nhưng mà tao chưa bao giờ tao thiếu nợ mày đúng không, tiền lương tao trả đủ. Đúng rồi trả đủ, nhưng mà một năm trả một lần ở mệt quá thì cũng là trả. Nè bây giờ nè nghe nhau gì mới nè, sao ông chủ sao lát nữa có người tới đây đưa cái này cho người ta kêu người ta vô phòng của tao bắt buộc phải tắm tắm xong thay đồ tay đồ xong lăn lên giường của tao nhớ chưa rồi nha 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 nở tiếp trốn nở tiếp đi hút rồi cái gì vậy trời, cái gì đâu mà về đưa cái hộp xong rồi đi tiếp làm sao vậy trời, bực bội nghe vậy đó. Bữa hôm qua sáng thì kêu quá hả tôi đuổi khách rồi bây giờ kêu tôi đón khách rồi mai không biết làm sao nữa ngầu dễ sợ. Có ai ở nhà không hả? Không gì ai trả lời tôi. Quên có vào đi, không ai mở cửa lấy gì tôi vô cửa không có khóa. Trời ơi nhà gì cửa néo gì tiền cọc quá. Trời ơi, giờ không? Rồi, giờ đây đi, ngồi đi đi. Ngồi đây nè, ngồi sớm. Ủa, mày giờ cho hỏi ở đây. Nhà này phải nhà của thằng Quang không? Phải, rồi ngồi đó đi đợi tôi chút. Uống đi. Rồi, cảm ơn. Uống hết đi. Trời, uống hợp phải không? Mà tôi nói cái nước này sao mà nó có cái gì nó kỳ vậy ta? Nước dập đồ. Nè, cầm. Rồi đi lên trên đầu đi theo tôi đi. Tự nhiên đi đi đâu? Thì đi theo tôi đi, tôi đi rồi đấy. Tôi có thấy tôi có miếng nhan sắc là dụ dỗ tôi nha. Bực bội ghê vậy đó. Mệt quá bởi đi làm theo lộn chủ cũng bực bội nữa. Ủa rồi giờ vô đây là làm gì nữa? Đó, quẹo cái phòng bên tay trái thấy chưa? Quẹo tay trái phòng quẹo tay phải thấy chưa? Rồi. Rồi quẹo mượn tay trái thấy chưa? Rồi, sao bây giờ? Rồi, đi vô cái phòng thấy chưa? Rồi. Đó, nước rồi tôi để thẳng ở đó rồi, rồi tắm ở đây rồi, tắm đi nha. Nó nghe nè, thấy chai sữa tắm chưa? Sao cái chai màu đen đen đó hả? Trời ơi, cha đội ơi, cái chai đó chai nước tương, hôm tôi đi vệ sinh thì nó bụng quá, tôi mua bún thì chồng tôi ăn. Không phải, sát bên, cái chai sữa tắm sát bên. Thấy chưa? Rồi, tắm đi. Rồi sao nữa? Rồi tắm xong rồi chưa? Rồi sao nữa? Tắm xong rồi bố mày lao đi. Chùi rồi, chùi lao cho mặt ráo đi. Rồi xong rồi dẫn cái hộp ra đi. Rồi chưa? Trời ơi, cái này đâu phải đổ cho tôi mặc đâu, cái gì thấy? Trời ơi, tôi kêu bỏ đi, bỏ đi, chở hoài vậy. Mặc. Trời ơi, sao có áo vậy, gió là hùng vô mát quá nè. Trời ơi, đã tôi nói rồi, áo một ống có bận cho nó thoải mái, cho nó gió nó mát mát không? Trời đi mà, tôi nói rồi bận thì có việc bận vô đi, bận rồi chưa? Rồi phải không? Đi em lên giường nằm đi. Rồi một lát nữa tôi sẽ tìm người yêu cho ông. Ê, cái chuyện tao nhờ mày làm xong rồi chưa? Rồi đó. Sao anh bắt tôi lại đây? Anh cứ không hiếp đuổi tôi đi. Hả? Ủa em ở đây với ai chồng vậy? Trời ơi. Anh kêu cô nào ra đây có không? Phải không? Hả? Mày kêu nó ra. Cũng có một người nữa. Đi chết ra đây. Đi coi chờ cái gì vậy? Dạ. Sao? Anh chú tôi đã kêu con nào lại đây? Không rồi, trời chỉ có mình đi, chỉ có mình đi. Được rồi. Kêu nó ra đây. Tôi xử cho bà. Kêu nó ra đây coi. Con làm gì đây? Trời ơi, con này nó là đẻo. Ba!
1, tập 2 đóng tiếp. Chỗ tay trời ơi. Và bây giờ mời bà con mình có biết dò tưởng. Hôm nay mình vô chủ nó là bà con luôn cho em đó. Nhưng có cùng hay nha. Một điện thoại của ai nè? Của em. Này em nói chị nha. Từ lúc mà chị giao cho em cái dây khùng khùng nghiêm nghiêm vậy đó, giai điện quá trời luôn, luôn như ai quá. Đó giờ diễn rồi mà cứ để mà điện thoại qua. Cái Thảo nghe nè. Hả? Mày nói gì? Cái gì vậy? Sao nghe điện thoại rồi điện nghiêm vậy? Alo? Hả? Rồi, chị cho nó về liền, chị cho nó về liền. Tôi thở ơi, tôi nói đâu rồi, vô coi đồ. Đi về đi. Má em bệnh rồi, vô. Thôi lấy đồ đi. Nói nghe nè, đi về ta làm cho, đi về. Thôi, à, chị ơi, để em diễn phiên tập 2 đi rồi em về. Trời ơi, tập 2 gì nữa? Trời ơi, cái gì này không có quan trọng, bây giờ em đi về đi. Má em mới là chuyện quan trọng, đi. Nếu mà tập 2 không có em, người khán giả người ta lên. Không có thì tôi đóng thế cho. Đúng rồi đó. Đi về đi. Để cho con này đóng thế. Đi về đi mà, nghe lời chị đi. Má em mới là quan trọng, má em chỉ có một mình em mà. Còn con bé Lũng ở nhà, nó là cháu mà. Làm sao nó lo được. Đi về, nghe lời chị đi. Nè, nhớ. Đi về thì không có được chần chừ nữa, nghe chưa? Nghe không? Dạ, quý khán giả ơi, hồi nãy Phụng có giới thiệu là tập 2 sẽ tiếp tục. Nhưng mà chắc cũng trễ lắm rồi. Thôi, và tập 2 này thì rất vui dữ lắm. Cho nên chúng em chờ lại ngày mai. Ngày mai bà con đứng theo nha. Không có giờ ngày mai. Phải là dòng loại sau. Mình kêu số dòng loại này xong là mình sẽ diễn tập 2. Không có được đâu. Nghe chị, em nói mà dòng loại sau. Bây giờ á, chị và mấy bạn ở đây kêu lô tô đi. Em lên em thẩm vấn, rồi em sẽ xuống em diễn tập 2. Bây giờ mấy mình ra đây. Bây giờ mình làm sao cho nó đi về đi. Chị ơi, nó nghe nè, em xếp đồ sẵn cho em nghe nè. Vô em xếp đồ cho nó không về đó chị. Trời ơi là trời, tao mới thấy mày giọng giọng này, mày xếp vào nào cái con này. Không có, biết sao nó cũng trốn nợ mấy ngày nay hả? Đồ xếp sẵn. Cái giờ này mà còn giỡn nữa. Ra đây chị ơi. Đụng em bể ra đúng chị ơi. Ra đây. Nè. Chị biết mà gia đình nó xa lắm. Vừa xin cái quay. Hiểu chưa? Dạ. Nghe không? Má nó có một mình nó à. Em vô năn nỉ em nói nó đi về đi. Ở đây rồi giờ. Chị giờ lại ngày mai hay là cho một hôm mày đóng lo phụ cũng được. Em đóng hả? Mày đóng được không? Được. Em đóng cái vai tránh chị như là cái vai chó giữ nhà để em đóng được hay lắm. Ờ. Thì vô kia vô. Xếp đồ cho nó đi về đi. Dạ, nghệ sĩ chúng em là như vậy đó. Dạ, có nhiều khi nhà đang có việc mà chúng em không về được. Điển hình như hoàn cảnh của Phụng cũng vậy. Lúc đó Phụng đi hát và nghe y hệt một cú điện thoại như thế này và nói rằng mẹ hấp hối. Lúc đó Phụng hát từ ngoài Huế mà từ nhỏ đến lớn thì chưa bao giờ đi máy bay. Và cũng không biết đi máy bay như thế nào. Mới lục đồ ra thì thấy tờ giấy chứng minh nhân dân màu trắng đen. Mới không biết là có được hay không. Và kêu tất cả mọi người trong đoàn dẫn mình ra sân bay. Và lên sân bay thì mua được vé máy bay. Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng nữa. Ờ đúng rồi, chị nói nghe nè chị. Cái đó không chịu về rồi ơi. Bây giờ kêu số đi. Kêu số ha, kêu số ha. Chị có, rồi. Vừa nó về. Em đã lo chuông tức mãi lên chuông. Chị vừa tính thay đồ để cho đoàn nghỉ và kéo về quê, tự nhiên mới đây chuông cất luôn rồi hả? Có 5 phút mà chuông cất luôn rồi ha. Nhanh nhờ. Và thôi. Và bây giờ mời quý khán giả có lấy cái trên tay. Phát. Dạ mời. Alo, ủa sao chị nói sao? Có 5 phút đem chuông luôn hả? Mới mốt chị với Trang gì đó. Mà nói gì đó, nói được.
Và bây giờ cùng mời các chú, các chị và các bạn có lại chương trình Tai Phát Đầu Giờ Số. Và trong lời này, dạ, đó là một bài hát rất là cảm động đúng không ạ? Rất là quen và đã đem đến cho quý khán giả một chút gì đó để gọi là dung cảm thân thiện các chú, các chị bạn. Có lại chương trình Tai Phát Đầu Giờ Cơ. How far can we get if we sail?